tôi từ Đông Thổ Đại Đường muốn bơi sang kia sông xin ít quả xoài ăn đấy mà. Xoài Đông Thổ Đại Đường đắt lắm, 10 triệu một cân. Bằng Tăng và Messi không có tiền mua, đành bơi sông qua kia trộm nhà dân mấy quả để ăn nè. Đi thôi. Xem có cây quả xoài nào không nào. Chúng tôi đang tìm những quả xoài của những người dân. À, gãy cành hả? Đây, quả xoài này, cây xoài này của người dân. Sao người dân năm nay cũng nghèo, đói nhỉ? Ô, Đông Thổ Đại Đường đã hiếm xoài rồi mà bây giờ vẫn còn không quả xoài nào. Không có xoài thì tí nữa anh em mình lại phải bơi sông về. Xuống sông đây các chú, từng chú xuống một. Những pha nhảy cực kỳ đẹp mắt, chỉ trong TV mới có, chỉ trong TV mới có các bạn ơi. Những pha nhảy cực kỳ đẹp mắt, chỉ trong TV mới có, chỉ trong TV mới có các bạn ơi. Những chàng trai nhảy từ những cây xoài, những cây xoài gọi là cây xoài thần, chỉ trong TV mới có, chỉ trong TV mới có. Rồi, hay luôn, không thấy lủi nữa luôn. Lại thêm những cô gái rất nhỏ nhưng mà bơi sông rất tài. Đấy. Các chú, Phạm Công Huy đâu rồi? Kìa, bơi theo. Có hai nàng tiên nữ thế kia mà Phạm Công Huy không bơi theo ư? Xà xuống nước nào em, xà đi ơi, xà ơi. Và một chú đại bàng nữa tiếp tục lại lên, chuẩn bị xà cánh để bắt mồi. Không biết anh có vồ con mồi nào không? Nào bắt đầu xà cánh. Ôi giời. Ôi giời, cậu này chắc đi tìm Diêm Vương thật rồi. À không, cậu đã nổi lên. Các chú hãy bay đi. Bay như chim đi, anh xem nào. Bay đi. Bay đi. Đây, chúng tôi là những loài chim. Wow. Đấy, chúng tôi đang đi tìm Long Vương. Hồi trước cậu này là anh em kết nghĩa với Long Vương cách đây khoảng 500 năm về trước. Đây, đây là cậu họ Dê. Đấy. Còn đây là cậu họ Phạm. Kia là họ nhà Túc. Còn kia là họ nhà Đậu. Còn đây là một chú chó Messi. Zoran Messi.